Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi xin giới thiệu tới các bạn bộ combo siêu tiết kiệm của Eurolife, bao gồm 9 món gần như đầy đủ dành cho một phòng tắm. Bộ combo này bao gồm một bộ tủ lavabo, thứ hai là một vòi lavabo nóng lạnh, thứ ba là một bộ xả cho chậu lavabo, thứ tư là một cây sen tắm đứng nóng lạnh, thứ năm là một bộ vòi xịt vệ sinh, thứ sáu là một van T để chia cho bồn cầu và vòi xịt, thứ bảy là một bồn cầu sứ một khối men lau tuyết, thứ tám là một kệ treo khăn đa năng inox súp 304, thứ chín là một móc giấy, và chi tiết bộ combo đầy đủ như trên video clip chúng ta đang coi. Và chúng ta cùng xem chi tiết từng sản phẩm một nhé. Trước tiên là bộ tủ lavabo. Bộ tủ lavabo này được thiết kế với gương tròn, kệ để vật dụng ở phía bên dưới và thân tủ vuông với chất liệu là gỗ poly phủ melamin màu xám giả gỗ sồi giống như ở trong hình chúng ta đang coi. Chúng ta cùng xem chi tiết về sản phẩm này. Trước tiên là gương, gương thì có đường kính là 50 và bên ngoài được phủ một lớp viền nhựa phôi Thái Lan trong trẻo với logo của Eurolife được dán ở phía bên trên này. Phía bên dưới là một kệ để đồ với viền là nhôm và kệ bằng gương. Chúng ta có thể để các vật dụng khi sử dụng hàng ngày ở trên kệ này, và đặc biệt là kệ này được thiết kế với một kệ máng khăn và treo đồ ở phía bên dưới có thể kéo ra và gấp gọn khi sử dụng, khi chúng ta không sử dụng thì chúng ta có thể gấp gọn lại như thế này, rất là tiện lợi. Chậu chậu sứ được lung ở nhiệt độ 1280 độ C với men alu tuyết sáng trắng và không bám bẩn khi sử dụng. Chúng ta có thể thấy là men rất là sáng bóng. Thiết kế của chậu với các viền bốn xung quanh có thể chống văng bắn khi chúng ta sử dụng, tránh nước văng bắn ở phía bên ngoài, và lỗ thoát tràn của chậu logo của Eurolife thì được in ở trên đây. Về phần thân tủ, thân tủ thì được thiết kế với gỗ poly phủ melamin ở bên ngoài giả gỗ sồi màu xám. Đây chúng ta thấy màu sắc thực tế của sản phẩm đây. Và cánh tủ thì được viền chỉ nhựa màu đen cùng với lắm tay màu đen kết hợp với các chỉ dọc tạo sự sang trọng cho sản phẩm. Và phía bên trong tủ được thiết kế với bốn lỗ, hai bát phía bên trên để treo sản phẩm. Chúng ta có thể gắn sản phẩm với bốn lỗ này. Chất liệu gỗ ở bên trong đây, bản lề inox súp 304 đóng êm không han rỉ theo thời gian sử dụng. Chúng ta xem chi tiết cận cảnh của cái bộ tủ này. Rồi về thông số của bộ tủ này thì chúng ta cùng xem ở trên catalog của Eurolife. BLV PM04 giá niêm yết là 5.300.000. Kích thước tủ là 600 x 48 x 44 và gương là đường kính 500, độ dày 12. Gỗ poly phủ melamin nha. Rồi sản phẩm thứ hai là vòi lavabo nóng lạnh ký hiệu L7002 của Eurolife. Chất liệu là đồng mạ chrome 3 lớp sáng bóng, van ceramic Yuzu của Đài Loan và vòi cao thiết kế chống văng bắn khi sử dụng và tiết kiệm nước. Vòi này đã bao gồm đầy đủ dây cấp lắp đặt và tất cả mọi linh kiện nha các bạn. Sản phẩm thứ ba là bộ xả inox của Eurolife. Bộ xả này dành cho chậu lavabo và phía bên dưới
bộ xả là ống ruột gà, có thể kéo giãn khi sử dụng nhé các bạn. Có thể tăng độ dài lên tới 1 mét và dễ dàng lắp đặt, cùng với phần chống hôi ở phía bên dưới. Chúng ta khi sử dụng thì mùi hôi sẽ không bị bốc lên phía trên, phía trên của lavabo. Rồi chúng ta cùng xem sản phẩm thứ tư. Sản phẩm thứ tư là bộ sen tắm nóng lạnh, bộ sen cây nóng lạnh của Euroline, ký hiệu NS904, chất liệu là đồng, mạ chrome 3 lớp sáng bóng. Đây là dòng sản phẩm cao cấp xuất châu Âu của Euroline với 3 chức năng chạy. Một là chức năng xả chậu ở phía bên dưới. Hai là chức năng tay sen thì có 3 chức năng. Đó, và chức năng tắm mưa. Chút nữa chúng ta cùng xem chi tiết về cái dòng chảy của sản phẩm này. Bát sen thì có thể nâng lên, kéo xuống. Ống sen cũng vậy, có thể kéo dài khi sử dụng. Đây là một cây sen có chất liệu rất là cao cấp và tiện dụng của Euroline. Sản phẩm thứ 5 là một bộ tê chia bồn cầu, chất liệu là đồng, mạ chrome, ký hiệu VG02 của Euroline. Van tê này có tác dụng là chia nước cấp cho bồn cầu và bộ xịt vệ sinh ở trong phòng tắm. Rồi sản phẩm thứ 6 là bộ xịt vệ sinh tăng áp, chất liệu là nhựa ABS, mạ chrome của Euroline, NX06. Đây là dòng sản phẩm xịt vệ sinh tăng áp và có thiết kế thông minh với tay khóa rảnh tay. Chúng ta có thể mở van và không cần phải nhấn khi sử dụng. Dây inox dài 120cm với bố dù chịu áp cao. Sản phẩm thứ 7 là bồn cầu sứ men la lô tuyết sáng trắng một khối của Euroline, ký hiệu BC2077. Sứ được lung ở nhiệt độ 1280 độ C, phủ men la lô tuyết sáng trắng, không bám bẩn khi sử dụng. Chúng ta thấy men rất là sáng và hai chế độ xả 3 lít và 6 lít. Công nghệ xả Tocklando cho dòng chảy mạnh mẽ và êm ái. Lắp đóng êm. Chất liệu PP cứng, không bị chảy xước hoặc bám bẩn khi sử dụng. Sản phẩm thứ 8 là một kệ treo khăn đa lăng, chất liệu inox súp 304, ký hiệu NB5 của Euroline. Đây là một kệ treo khăn để khăn đa lăng và không thể thiếu ở trong bất kỳ phòng tắm nào ở thời điểm hiện tại. Kệ này có thể treo và để được rất là nhiều đồ hoặc khăn khi sử dụng, có thể phơi khăn và móc quần áo. Đặc biệt kệ có thể gấp gọn khi sử dụng. Khi chúng ta không sử dụng, chúng ta có thể gấp gọn và tạo cái không gian thông thoáng hơn cho phòng tắm. Chất liệu thì kệ bằng chất liệu inox súp 304 sáng bóng và không han rỉ theo thời gian sử dụng. Đây là một sản phẩm rất là tiện dụng cho mọi phòng tắm hiện nay. Sản phẩm cuối cùng là móc treo giấy vệ sinh của Euroline với thiết kế đơn giản và rất là nhẹ nhàng. Chúng ta có thể thấy là lắp tre giấy chống ướt và rất là dễ sử dụng, dễ dàng lấy giấy khi chúng ta sử dụng, đúng không ạ? Rồi đây là trọn bộ sản phẩm của Euroline bao gồm 9 món với gần như là đầy đủ các thiết bị khi chúng ta lắp đặt cho một phòng tắm. Bộ combo 9 món siêu tiết kiệm của Euroline. Khi các bạn quan tâm đến sản phẩm này, chúng ta có thể truy cập website euroline.com.vn để xem chi tiết giá, khuyến mại và chi tiết về từng sản phẩm. Chúng ta có thể tham khảo thêm tất cả các sản phẩm trên kênh YouTube của Euroline. Tất cả các sản phẩm đều có video clip quay trực tiếp và nói rõ từng công năng của từng sản phẩm một. Quý khách cũng có thể gọi tới số hotline của công ty là 0888 1909 01
để được đặt hàng hoặc tư vấn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video clip của công ty cổ phần Euroline Việt Nam. Chúng ta cùng xem chi tiết dòng chảy của từng sản phẩm một ở ngay sau đây nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Thank you.